với sự dị ứng với việc cầm nhang vái người chết vì sư không vái quỷ thần vậy hàng cư sĩ chúng con quy y phật rồi mà còn cầm nhang vái người chết thì cũng có nghĩa là chưa hiểu thấu đáo về quy y phật phải không à sự có thể giải thích rõ hơn cho chúng con hiểu được không và hàng cư sĩ chúng con nên làm gì để có lợi ích khi đi đám tang uh... cái ý nghĩa của cái việc mà quý vị quy y phật ấy. tức là quý vị không có quý vị đã nương tựa nơi đức phật rồi thì quý vị không có nương tựa nơi trời thần quỷ vật nữa bởi vì khi quý vị suy nghĩ là nương tựa như vậy đó à, tức là quý vị sẽ mất đi quy y mình gọi đức tạm quy đó à, nhưng mà một vài vị có vẻ là cực đoan Sư, nói là cực đoan bởi vì hở một chút xíu là hù người ta à vì đó nói là lạy à cái kiểu mà thắp nhang rồi lạy sát chết là đức tâm quy à rồi à, quy y đức tâm rồi lạy người khác như vậy là đi địa ngục thì à, tôi đang nói đây là một vài người cư sĩ kỳ cựu nha kỳ cựu thì cái cách đó sư nói là cái cách à, hù người khác nó không có nên. Bởi vì chúng ta chỉ đức tâm quy đó, khi nào chúng ta xem cái đối tượng đó là đối tượng để chúng ta nương nhờ chúng ta mới đức tâm quy. Chứ nếu như chỉ cái kiểu mà thờ kính không thôi đó thì nó không có đức tâm quy. Xin lấy ví dụ là ở thời Đức Phật trong chú giải kinh pháp cú uh, có nhắc đến là một cái vị thánh nữ cư sĩ uh, đã thờ lập cái miếu thờ một vị dạ xoa cũng là thánh nữ cư sĩ luôn tức là cái dạ xoa đó cũng là thánh um, thì thờ đó uh, cũng lập cái miếu thờ rồi mà cái đối tượng đó thì nó không phải tam bảo cũng không có sao không có sao à, rồi à, chỉ cần miễn làm sao mình không coi à, đối phương ấy, là cái nơi để mà mình nương nhờ là được rồi ừ. à, nó có một chuyện như thế này đó là vị tỳ kheo cái vai trò một vị tỳ kheo và vai trò của một vị cư sĩ đó nó khác nhau bởi vì vị tỳ kheo là người thọ cụ túc giới à, còn cư sĩ chỉ là người thọ nam giới thôi cho nên có những cái vị tỳ kheo không có được làm mà người cư sĩ thì không có cấm xin lấy ví dụ vị tỳ kheo à, không có được không được thờ vua trời đế thích tứ đại thiên vương à, cũng như là các cái vị thánh cư sĩ à, như là ông cấp cô độc và quý sa kha nhưng mà hàng tại gia cư sĩ sư khuyên là nên thờ khuyên nên thờ à, vì tỳ kheo thì không có được lạy không được quỳ lạy những con người đó nha, nha trong tầng luật nha không được quỳ lạy những con người đó nhưng mà cư sĩ thì nên quỳ lạy những con người đó à, bởi vì âm cấp cô độc âm cấp ông cấp cô độc và quý sa kha à, là thánh nữ thánh cư sĩ bây giờ họ vẫn còn ở cõi trời đó suy nghĩ thay vì bây giờ quý vị thờ mấy cái vị bồ tát biểu tượng á thì nên thờ mấy cái nhân vật mà còn ở thế gian này nè rất là tốt rất là tốt cư sĩ làm được à, không sao hết nhưng mà vị tỳ kheo không có được chính bởi vì như vậy khi mà đi đám tang sư mới nói là đi đám tang vị tỳ kheo không được phép nó thẳng là luật không có cho không được phép ừ, cầm nhang vái Ừ, có quan tài nhưng mà đối với cư sĩ á, thì cái chuyện đó nó không sao hết không sao hết. chỉ miễn làm sao mình không có nghĩ rằng à, cái cái quan tài đó cái đối phương á, là nơi để mình nương nhờ thôi thì cái chuyện quý vị có thắp nhang quý vị vái thì nó không sao hết chứ không ảnh hưởng quý vị chỉ hiểu là à, đây là cái sự kính trọng kính trọng với một người đã với một chúng sanh đã từng làm cha, từng làm mẹ, từng làm những cái người con, à, từng đã à, có những cái thiện pháp thì mình kính trọng đối với à, cái con người đó thôi, với chúng sanh đó thôi. đối với cư sĩ thì không vấn đề gì. À, tuy nhiên thì à, à, mình vẫn nên hiểu cái ý nghĩa, vẫn nên hiểu cái ý nghĩa đó là, à, đó chỉ còn là cái xác chết thôi còn bản thân cái chúng sanh đó họ đã tái sanh rồi ừ. còn hàng cư sĩ quý vị khi đi, đi đám tang như sư nói à, cái chuyện quý vị thắp nhang và quý vị xá đó không sao hết miễn làm sao mình đừng có nghĩ cái đối tượng đó là nơi để cho mình nương nhờ à. rồi um, quý vị có thể nếu như có thể thì có thể uh, uh, đưa ra những cái uh, lời uh, bằng tâm từ để giúp cho gia chủ xoa dịu cái uh, uh, những cái đau khổ của họ và giúp cho người ta đó biết được làm sao để mà có phước à có lợi ích cho cái người đã qua vãng thì nếu như làm được chuyện đó thì tốt còn không thì thôi